Điều khó nhất trong nhiếp ảnh nói chung là tấm ảnh phẳng của bạn có khả năng thể hiện được chiều sâu của không gian 3 chiều. Yếu tố quan trọng nhất để tạo ra không gian 3 chiều chính là bóng đổ hướng ra phía trước. Và muốn có bóng đổ về phía trước thì bắt buộc các nhiếp ảnh gia phải chụp ngược sáng hoặc xiên ngược. Nguyên tắc cũng như vậy đối với phần hậu cảnh của ảnh chân dung. Riêng để chủ thể có thể được nổi bật với không gian 3 chiều, người ta thường tách hậu cảnh rời khỏi chủ thể bằng một trường ảnh rất nông mà chúng ta hay gọi là xóa phông. Và kinh điển hơn nữa là tạo khối ngay trên chủ thể bằng ánh sáng viền xung quanh chủ thể được tạo ra bởi ánh sáng ngược, thường hay gọi là ánh sáng ven. Việc chụp chân dung ngược sáng ngoại cảnh thông thường sẽ cho ra một kết quả không thuận lợi là chủ thể chính cần sáng thì lại bị tối om, trong khi hậu cảnh cần bớt sáng đi một chút thì lại sáng choang. Nguyên nhân chính là do giải tương phản động của cảnh lớn hơn giải tương phản động của máy ảnh khá nhiều, nên chủ thể thường nằm trong vùng tối nhất của ảnh và nguồn sáng sẽ nằm ở vùng sáng nhất. Để giảm bớt giải tương phản động của cảnh, chúng ta nên chụp vào giờ vàng là thời điểm ánh sáng mặt trời bớt gắt và mềm mại hơn nhiều. Ngoài ra, chúng ta sẽ cũng giảm bớt được giải tương phản động của cảnh bằng cách để góc máy hơi xiên so với hướng mặt trời. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có những cách khác nhau để giải quyết một phần hoặc giải quyết toàn phần những khó khăn này trong 3 trường hợp sau đây. Trong trường hợp không có phụ kiện hỗ trợ, chúng ta cần những yếu tố sau đây để có thể chụp ảnh đẹp hơn, gồm: thứ nhất, chụp với tiêu cự càng dài càng tốt, thường chỉ chụp đầu vai hoặc bán thân. Việc chụp tiêu cự dài về bản chất chính là thu hẹp góc nhìn, cũng chính là thu hẹp giải tương phản động của cảnh. Lúc này chủ thể đã sáng lên hơn nhiều và chúng ta cần cân đối thêm về ánh sáng, hoặc là để đủ sáng cho chủ thể thì hậu cảnh hơi cháy sáng, hoặc là cố giữ hậu cảnh không bị cháy sáng và chấp nhận chủ thể hơi tối sẽ xử lý bằng hậu kỳ. Việc ưu tiên đủ sáng chủ thể có thể cần bù sáng lên khoảng 2 stop, ngược hoàn toàn với chụp bóng đen Sinhoest khi giảm sáng đi khoảng 2 stop để chủ thể đen hoàn toàn. Thứ hai, tìm góc chụp sao cho chủ thể sẽ gối vào một hậu cảnh tối nhất có thể như tán cây to hoặc tòa nhà v.v. để giảm thêm giải tương phản động của cảnh. Thứ ba, cần lắp loa che nắng hút của ống kính để tránh bị mù do flare của ánh sáng ngược khi chiếu thẳng vào ống kính. Tấm phản quang để hắt sáng là một phụ kiện gọn nhẹ, di động và khá phổ thông trong nhiếp ảnh với chi phí thấp nên ai cũng có thể mua được. Tấm hắt sáng sẽ giải quyết được bài toán chênh sáng của chủ thể với cảnh, giúp giảm giải tương phản động của cảnh. Tùy tình trạng của ánh sáng tại thời điểm chụp mà chủ thể có thể đủ sáng, thiếu sáng hoặc thừa sáng, nên sau khi cố định vị trí tấm hắt sáng thì chúng ta cần đo sáng lại và bù trừ sáng phù hợp với chủ thể nếu cần. 5 lưu ý để sử dụng tấm hắt sáng đúng cách gồm: thứ nhất, tấm hắt sáng càng to sẽ cho ánh sáng càng lớn và càng mềm, phù hợp với nhiếp ảnh chân dung. Thứ hai, bắt buộc người cầm hắt sáng phải đưa lên cao nhất có thể để phù hợp với hướng đi của nguồn sáng tự nhiên và hướng bóng đổ trên chủ thể. Độ cao của tấm hắt sáng tối thiểu phải bằng đầu chủ thể. Tuyệt đối tránh trường hợp hắt sáng để thấp ngay dưới chân sẽ tạo ra bóng đổ từ dưới lên trên và điều đó là không thể chấp nhận được với những người hiểu về ánh sáng. Thứ ba, hắt sáng càng gần chủ thể sẽ tạo ra nguồn sáng lớn hơn và cho ánh sáng mềm hơn, soft light, tạo bóng đổ cũng mềm hơn, soft edge. Thứ tư, người cầm hắt sáng có thể bẻ cong hắt sáng lồi đối với chủ thể để ánh sáng được tỏa rộng ra hai bên, giúp ánh sáng mềm hơn, và nếu bẻ lõm sẽ cho hiệu ứng ngược lại là ánh sáng cứng hơn, hard light, và bóng đổ sẽ có đường viền rõ nét hơn, hard edge. Thứ năm, hắt sáng thường có nhiều mặt và nhiều màu nên có thể sử dụng màu bạc nếu muốn chủ thể có màu lạnh, hoặc sử dụng hắt sáng màu vàng để có chủ thể có màu ấm hơn, tùy thẩm mỹ của người sử dụng. Khi có đèn flash rời, tây hay gọi là speed light, cho chúng ta khả năng thắp sáng chủ thể một cách chủ động. Công suất đèn càng lớn càng cho chúng ta khả năng đánh bật lại cường độ ánh sáng tự nhiên vốn là rất lớn. Khi chụp chân dung ngoại cảnh, thường thì chúng ta mở khẩu rất lớn để có trường ảnh nông, nên tốc độ chụp thường có thể lên đến 1/1000 giây,
vượt xa tốc độ đồng bộ thông thường của máy ảnh với flash là 1 phần 250 giây. Do đó, trước tiên chúng ta cần phải bật chế độ đồng bộ tốc độ cao, High Speed Scene, viết tắt là HSS, trên cả flash và trên cả máy ảnh. Với đèn flash rời, chúng ta có hai cách chụp. Cách thứ nhất, On Camera Flash, là cách chụp phổ biến nhất, tức là chúng ta chỉ cần gắn flash trên hot shoe của máy ảnh và bật chế độ tự động TTL, viết tắt của Through the Lens. Đèn flash sẽ lấy những thông số của máy ảnh khi đo sáng, lấy nét và tự quyết định công suất thích hợp. Nếu thấy chế độ TTL chưa phù hợp, chúng ta có thể sử dụng chức năng bù trừ sáng của flash giống hệt như máy ảnh để điều chỉnh tăng hoặc giảm sáng tới 3 stop. Ưu điểm của chế độ On Camera Flash là chúng ta dễ dàng thắp sáng chủ thể như ý muốn và cũng không cần người khác hỗ trợ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của chế độ này là chủ thể được thắp sáng trực diện nên bóng đổ sẽ nằm ngay phía sau chủ thể, tạo ra tấm ảnh bị phẳng và thiếu chiều sâu. Cách thứ hai, Off Camera Flash, là cách chụp với đèn flash nâng cao và có thể chụp ra những bức ảnh với ánh sáng hết sức kịch tính. Off là đưa flash ra khỏi máy ảnh, và để kết nối được với máy ảnh thì thời xa xưa người ta dùng dây. Còn ngày nay, chúng ta có thể kết nối không dây thông qua một trung gian gọi là trigger. Trigger được gắn trên hot shoe để giao tiếp với máy ảnh, và trigger sẽ kết nối không dây với flash qua sóng radio hoặc hồng ngoại. Khi chúng ta đưa được flash ra khỏi máy ảnh thì chúng ta có khả năng kiểm soát riêng biệt giữa chủ thể và hậu cảnh. Phần hậu cảnh chúng ta sẽ kiểm soát bằng mức phơi sáng của máy ảnh theo ý muốn, như đúng sáng hoặc giảm sáng đi 1 đến 3 stop để vừa lấy được nhiều chi tiết cho phần hậu cảnh, vừa có thể tạo ra sự kịch tính cho bức ảnh. Chủ thể chúng ta sẽ thắp sáng riêng bằng đèn flash tùy theo mong muốn và sở thích. Để cho chủ thể có ánh sáng mềm và mịn, chúng ta cần lưu ý mấy vấn đề như sau. Thứ nhất, nên sử dụng softbox hoặc dù để phân tán ánh sáng và tạo ra một ánh sáng mềm sẽ rất phù hợp với ảnh chân dung, đặc biệt là chân dung nữ. Thứ hai, đưa đèn flash lên càng cao càng tốt, càng gần chủ thể càng tốt và tạo ra một góc khoảng 45 độ so với chiều ngang của chủ thể để có một góc bóng đổ đẹp trên gương mặt chủ thể. Thứ ba, flash có thể đặt lên chân đèn cố định hoặc có người hỗ trợ điều khiển vị trí. Chúng ta phải sử dụng chế độ chỉnh thủ công manual trên đèn flash và thường sẽ nên bắt đầu bằng công suất 1/2. Sau khi kiểm tra, chúng ta sẽ điều chỉnh công suất tăng hoặc giảm theo mong muốn của mình. Chúng ta xem xét và đánh giá 3 cách chụp khác nhau. Với ảnh đầu tiên bên trái là chụp không có phụ kiện. Ảnh 2 là chụp với hát sáng. Ảnh 3 là chụp với flash rời gắn trên máy ảnh. Và cuối cùng là ảnh chụp với flash sử dụng riêng biệt. Khi hiểu rõ các nguyên lý hoạt động của ánh sáng và khả năng thiết bị như đã nêu trên, các bạn sẽ cải thiện được chất lượng ảnh dù các bạn chụp theo cách nào. Chúc các bạn thực hành thuận lợi và sớm có ảnh đẹp. Tôi là Bà Thắng từ kênh YouTube Nhiếp ảnh với Fujifilm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.